Sáng ngày hôm nay tại Hòa Lạc, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội thao cán bộ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 2 năm 2023. Sự kiện có sự góp mặt của 33 đoàn đại diện cho các đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thao là một hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời động viên, khuyến khích phong trào rèn luyện thân thể, tăng cường giao lưu học hỏi, gắn kết giữa các cá nhân, đơn vị trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt, đây là một ngày hội lớn nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao của cán bộ, sinh viên trong việc tăng cường sức khỏe, phục vụ học tập, công tác, xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển vững mạnh. Một trong những hoạt động mà Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung rất nhiều trong thời gian gần đây đó chính là hoạt động giáo dục thể chất và thể thao. Đặc biệt đó là từ khi Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển lên Hòa Lạc thì cái việc về phát triển cái giáo dục thể chất thể thao và các kỹ năng khác đi kèm cùng với cả phát triển kiến thức đấy là một trong những cái hoạt động rất là quan trọng đối với Đại học Quốc gia Hà Nội. Và Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành những cái chủ trương chính sách để phát triển sinh viên một cách toàn diện trong một cái không gian xanh, sạch, gần gũi với thiên nhiên. Với cái sự kiện ngày hôm nay thì tinh thần của các em học sinh rất là phấn chấn, rất là sôi nổi, hào hứng tham gia các cái hoạt động thi đấu. Các cái môn thi đấu của chúng tôi thì diễn ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 18 tháng 11 để kết thúc cả cái chuỗi sự kiện chào mừng 30 năm thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thao thu hút hơn 2.000 cán bộ, sinh viên tham gia thi đấu tranh tài 9 môn thể thao đối với cán bộ, 8 môn thể thao đối với sinh viên. Ấn tượng nhất trong lễ khai mạc là màn đồng diễn hội thao cán bộ, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề Tuổi trẻ VNU, vui khỏe học tập, rèn luyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hòa Lạc xanh, chắp cánh ước mơ.